Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Mạnh Channel. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà tẩm bột chiên giòn. Nào, chúng ta bắt đầu. Nguyên liệu gồm có
Như vậy là chúng ta đã làm xong món gà tẩm bột chiên xù. Xin mời các bạn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.